Các học sinh thân mến, trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều qua sách vở bài tập bài 65 hình bình hành. Rồi trước khi làm các bài tập của bài này, thì các em cần phải nắm được một số kiến thức cơ bản sau. Các em quan sát các hình như thế này, được gọi là hình bình hành. Vậy hình bình hành nó có đặc điểm như thế nào? Cụ thể chúng ta có hình bình hành A, B, C, D. A, B và D, C. Hai cạnh này nó đối diện nhau. Thì hai cạnh này ta gọi là hai cạnh đối diện. A, B và D, C là hai cạnh đối diện. Tương tự A, D và B, C cũng là hai cạnh đối diện. Cạnh AB song song với cạnh DC. Cạnh AD song song với cạnh BC. Cạnh AB bằng cạnh DC. Cạnh AD bằng cạnh BC. Nói tóm lại, các em hình dung hai cạnh màu đỏ là hai cạnh đối diện, vừa song song và vừa bằng nhau. Hai cạnh màu xanh cũng là hai cạnh đối diện, vừa song song vừa bằng nhau. Nói tóm lại, các em hiểu hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối diện, vừa song song vừa bằng nhau. Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Để cụ thể hơn thì các em vào phần bài tập. Bài tập số 1, trong các hình sau, hình nào là hình bình hành? Các em quan sát hình thứ nhất, A, B, C, D. Có một cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Như vậy hình này là hình bình hành. Tiếp theo là hình EGHK. Có một cặp cạnh đối diện nó song song nhưng không bằng nhau. Vậy ta suy ra hình này không phải là hình bình hành. Hình MNPQ có một cặp cạnh đối diện không song song với nhau. Như vậy hình này cũng không phải là hình bình hành. Hình RSTU có một cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Như vậy hình này là hình bình hành. Các em trả lời hình ABCD STUR. Các em đọc là STUR hoặc là RSTU cũng được. STUR là hình bình hành. Bài tập số 2, các em viết tên các cặp cạnh song song và bằng nhau trong mỗi hình bình hành dưới đây. Trước hết là hình bình hành ABCD. Có AB và CD song song và bằng nhau. AB và CD song song và bằng nhau. BC và AD. BC và AD song song và bằng nhau. Hình bình hành thì nó có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Hình bình hành MNPQ. MNPQ có MN và PQ. MN và PQ song song và bằng nhau. MQ và NP song song và bằng nhau. MQ và NP song song và bằng nhau. Tiếp theo là hình bình hành RSTU. Có RS và TU. RS và TU song song và bằng nhau. RU và ST. RU và ST song song và bằng nhau. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3, vẽ thêm hai đoạn thẳng trong mỗi hình sau để được một hình bình hành. Trước hết là hình A. Để vẽ thì các em sẽ chọn một cạnh mà chúng ta dễ dàng xác định được độ dài nhất. Cụ thể chúng ta chọn cạnh này. Chúng ta dễ dàng xác định được cạnh này nó dài 1, 2, 3, 4, 5, 5 ô vuông. Như vậy bắt đầu từ điểm này, các em cũng đếm
1, 2, 3, 4, 5, 5 ô vuông. Rồi, bây giờ kem nối lại. Chúng ta sẽ được một hình bình hành. Tương tự đối với hình B. Chúng ta chọn đoạn này. Dễ xác định độ dài nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy từ điểm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi bây giờ kem nối lại. Bài tập số 4 dùng que tính lắp ghép để tạo thành các hình bình hành. Rồi kem dựa vào đặc điểm của hình bình hành là có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Kem dùng que tính lắp ghép để tạo thành các hình bình hành. Phần này kem sẽ trải nghiệm và thực hành cùng với các bạn ở trên lớp. Thầy giáo ví dụ. Chúng ta dùng 6 que tính lắp ghép để tạo thành hình bình hành. Bài tập số 5, hãy kể một số hình ảnh có dạng hình bình hành trong thực tế mà em biết. Trong thực tế thì chúng ta bắt gặp rất nhiều hình ảnh có dạng hình bình hành. Rồi thầy giáo ví dụ, gạch gốm trang trí hình bình hành. Các ô của hàng rào xếp di động có dạng hình bình hành. Hay là kệ gỗ treo tường có dạng hình bình hành. Rồi các em có thể kể thêm những đồ vật khác, những hình ảnh khác mà các em bắt gặp. Gạch gốm trang trí hình bình hành, các ô của hàng rào xếp di động, kệ gỗ treo tường hình bình hành. Rồi như vậy các em tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về và bài tập toán 4 sách cánh diều cũng như là sách toán 4 cánh diều bằng cách là các em vào kênh Thành Đô Vlog, các em tìm ở mục sách phát có đầy đủ tất cả những bài giảng của thầy giáo. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì có thể các em ủng hộ thầy giáo bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào nút like, nút chia sẻ để video được lan tỏa đến nhiều người khác cùng xem. Và đây cũng là cách để các em nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Tôi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.